Làm sao hướng mây trông trờn, đàn chim non véo con ngon
thưa quý vị và các bạn thân mến, vậy một lần nữa chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau vào ổn định chỗ ngồi của mình. Khi nào quý vị và các bạn ổn định chỗ ngồi thì anh em ban tổ chức của tôi chính thức sẽ được tổ chức buổi lễ thành hôn cho chú rể Văn Dũng và cô dâu Bảo An cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin thưa đến tất cả quý vị quan khách khách quý cùng toàn thể bạn bè trân trọng thân thương và kính mến. Quý vị và các bạn đã cùng nhau vượt qua một quãng đường khá là xa xôi, vượt núi băng rừng đã trở về đây để cùng nhau bớt chút những thời gian vàng ngọc của mình để về tham dự buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn đến quý vị. Vậy chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng nhau bước vào trung tâm sân khấu của gia đình để chọn cho mình những vị trí ngồi trang trọng nhất của buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay theo trung tâm khí tượng thủy văn cho biết hiện nay thời tiết đang giảm xuống từ dao động từ 10 đến 15 độ C. Chính vì vậy những tình cảm và những tất cả quý vị đã trở về đây đó chính là một hơi ấm cho tình yêu. Và đặc biệt hơn nữa là chú rể và cô dâu họ đã cùng nhau đăng quang nơi hạnh phúc và tình yêu của riêng mình. Trải qua bao nhiêu năm đời tháng chờ và niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Anh em nội ngoại đông tây cùng bao bè bạn về đây chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, gió thì bắt đầu từ tháng mà hạnh phúc của đôi bạn trẻ thì bắt đầu từ cửa sổ tình yêu, mà tình yêu thì kết từ những thủa đắm say, mà kết tinh qua những tháng ngày hàn mong, trai lớn thì dựng vợ, gái lớn gả chồng, đất cho năm tháng đời tơ hồng kết duyên, và đã yêu nhau thì kể cả nhà lá giường tre không phân biệt quần lính áo the sang giàu, yêu nhau thì chiếc nón đội đầu vẫn đêm nằm chung gối bên nhau suốt đời. Vâng, với tình cảm của chú rể và cô dâu họ đã trải qua những bộ trăng tròn và những vầng trăng khuyết, đã có lúc xa cách, có lúc giận hờn, và rồi tình yêu của hai bạn vẫn thắm xanh và vọc như tầm cơ kén cho đến hôm nay đẹp duyên đẹp phận kết thành phu thê trăm năm giữ trọn lời thề thủy chung một lòng thành thì nghe mọt chi dâng. Xin mời hai họ cùng nhau nâng chén trà. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay giây phút này đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu hai bạn sẽ cùng nhau đứng cao lên trong giây phút thân hoan này đây để cùng nhau ra mắt đến toàn thể quan viên hai họ có mặt trong ngày vui ngày hạnh phúc của hai bạn. Vậy một lần nữa xin trân trọng kính mời chú rể Văn Dũng và cô dâu Bảo An, hai bạn hãy cùng nhau đứng lên để ra mắt toàn thể quý vị quan khách khách quý. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và lời nói đầu tiên thay lời cho gia đình, nói đỡ lời vàng ngọc cho chú rể Văn Dũng và cô dâu Bảo An, thay lời muốn nói cho những người thiện chương trình đến từ trung tâm phân phối dạp cưới Khánh Trung cũng như trong buổi sáng ngày hôm nay, một lần nữa xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách khách quý đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay một quãng đường đi đón cô dâu cũng khá là gần gũi mà thôi. Chính vì những giây phút mà chúng tôi đợi chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, những người thiện chương trình của tôi rất mong muốn rằng những thời gian của tất cả quý vị sẽ cùng nhau trở về đây, cùng nhau trao cho nhau những ánh mắt nụ cười và trao cho nhau những gì muốn trao. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây chính là phần ra mắt của đôi bạn trẻ. Họ sẽ cùng nhau cúi đầu chào cảm ơn vì sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách khách quý đã cùng nhau bớt chút những thời gian của mình, bớt chút thời gian và ngọc trở về đây tham dự buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Tôi sẽ đếm đến ba cho chú rể và cô dâu, hãy cùng nhau cúi đầu chào cảm ơn vì sự có mặt đông đủ của quý vị. 1, 2, 3 cúi đầu chào cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần cuối đầu chào cảm ơn cũng như những màn pháo rất là tuyệt vời cũng như ra mắt đến toàn thể quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tất nhiên rằng quý vị và các bạn ơi, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị rằng trên bàn thì có nước trà thơm, có bánh có kẹo để cảm ơn mọi người, có chèo xanh quyện với cau tươi, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta, yêu nhau thì đứng ở đằng xa chứ bao mắt liếc lại bằng ba đứng gần, em còn son thì anh cũng còn son, hai ta sinh nguyện làm con của một nhà. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vậy tình yêu của đôi bạn trẻ họ đang cùng nhau nắm chặt tay nhau bước trên con đường hạnh phúc mà mình đã lựa chọn để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió và thử thách trong cuộc đời để cùng nhau tiến đến với một tình yêu chân chính, đó chính là hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn trân trọng thân thương và kính mến, đến ngày hôm nay đây, ngày 9 tháng 12 2017, tức ngày 22 tháng 10 năm âm lịch, câu chuyện hạnh phúc lứa đôi, câu chuyện hạnh phúc trong năm của chú rể Văn Dũng và cô dâu Bảo An được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như sự nhất trí của chính quyền sở tại. Ngày hôm nay đây, hai bên gia đình đã cùng nhau thống nhất trở về
Vâng, kính thưa quý vị, trong giây phút hân hoan này đây thì tất nhiên rằng quý vị và các bạn sẽ cùng nhau nâng lên những chén trà, chén rượu hồng để mừng hạnh phúc tương lai. Vâng, kính thưa quý vị, những người thực hiện chương trình của chúng tôi đến từ trung tâm phân phối dạp cưới Khánh Trung, quý nhân MC Minh Xuyến đến từ làng Cao, xã Lũng Cao, cùng với em trai nhạc âm đến từ làng Cao. Vâng, kính thưa quý vị, sẽ mang lại cho những quý vị và các bạn những nốt nhạc vui, những lời nói, những lời ca tiếng hát của mình để gửi tặng cho tất cả, cũng như gửi tặng cho đồng bào trẻ trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Người tha thường có câu, trăm năm thì tròn lấy một ngày thì tròn lấy một giờ nên duyên. Vậy nhưng khi cánh én nghiêng mình trên bầu trời xanh thẳm của Tổ quốc, khi hoa mai hoa mận nở trắng cành, đất nước một màu xanh, thì màu của những đóa hoa hạnh phúc đang chen nhau luôn nở. Và trong mỗi chúng ta hãy đón lấy với một tình yêu mới lạ, đó chính là mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn toàn đời thủy chung. Chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa người đang đời ánh nắng bình minh, để đôi bạn trẻ nghiêng mình sánh vai, đẹp đôi long phượng chung mai một nhà. Họ hàng cô bác gần xa nên mừng hạnh phúc tào tần cận kề, và chúc cho duyên thắm má kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đến với ngày vui hôm nay, hai bạn trẻ của chúng ta thường tâm sự và nhớ lại vào một đêm trăng rằm sáng tỏ, họ đã gặp nhau bên khóm trúc ven làng, xung quanh sài hội trăng vàng lên cao. Em ơi lòng đã chuyến sao, gặp em anh biết nói thế nào được đây, nhìn càng đắm ngắm càng say, chưa say men rượu đã say men tình, rằng hai chúng ta đã cùng nhau yêu nhau, khi tựa gối khi cúi đầu, khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Và ngày ngày anh cứ hỏi nàng, trăng kia đã đủ lá đã sàn được chưa, ngại ngùng nhưng vẫn cứ thưa, nói sao cho đẹp cho vừa lòng nhau, để anh về anh lấy buồng câu mang sang tên với dàn đầu nhà em. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân trọng đơn đương và kính mến anh Khánh được chưa ạ? Trong giây phút này đây, những người thực hiện chương trình của chúng tôi được long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, những màn pháo vừa rồi cũng như những lời phát biểu của những người thực hiện chương trình, thì ngay sau đây xin trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nhau đứng lên trong bầu không khí nồng ấm ngày hôm nay để cùng nhau trao gửi cho nhau một kỳ vật thiêng liêng và hạnh phúc, đó chính là cặp vòng nhẫn cưới ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị cũng như những nhiếp ảnh gia, những mang nhãn hiệu Canon cũng như những Nokia, những chiếc điện thoại iPhone, Oppo sẽ cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc rất là đẹp của chú rể và cô dâu. Hai bạn sẽ cùng nhau trao cho nhau kỳ vật thiêng liêng và hạnh phúc, đó chính là cặp vòng nhẫn cưới ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vòng nhẫn cưới là một vòng tròn bất tận, chỉ có thể bắt đầu và không có kết thúc. Vòng nhẫn cưới anh trao cho em cả cuộc đời. Vòng nhẫn cưới em trao cho anh cả trái tim. Anh nguyện sẽ làm chàng dề thảo, còn em nguyện sẽ làm cô dâu hiền. Thông cảm kết thúc quyền nhau bay, nghĩa tính đôi bạn đời tri kỷ. Đó chính là những gì tuyệt vời nhất mà đôi bạn trẻ họ đã cùng nhau trao cho nhau một cặp vòng nhẫn cưới, để cùng nhau nguyện thề, cùng nhau vượt qua những sóng gió và thử thách trong cuộc đời, để cùng nhau tiến đến tình yêu chân chính, hạnh phúc, hôn nhân và gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau cho đôi bạn trẻ vào một tràng vỗ tay thật lớn và nồng nhiệt đi ạ. Vâng, xin cảm ơn chú rể và cô dâu rất là nhiều. Hai bạn trẻ của chúng ta họ đã cùng nhau trao cho nhau một kỷ vật thiêng liêng và vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn ca khúc của bên gia đình nhà gái cũng như là một tràng vỗ tay thật lồng nhiệt của quý vị và các bạn ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn trân trọng thân thương và kính mến ngày giây phút này đây, một lần nữa xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau đứng lên trong bầu không khí nồng ấm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, xuất phát từ tình bạn bước đến tình yêu, giờ đôi bạn trẻ của chúng ta họ đang cùng nhau vượt nắm chặt tay nhau bước trên con đường hạnh phúc mà mình đã lựa chọn, để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió và thử thách trong cuộc đời, để cùng nhau tiến đến với một tình yêu chân chính, đó chính là hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Kính thưa quý vị, con người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội cho đâm chồi ngày lá, sông có nguồn để về lặng sông sâu. Hai bạn này từ đâu mà có, đó chính là nhờ ơn đức sinh thành giáo dục của những người làm cha làm mẹ. Và người ta thường nói rằng trong gia đình của chúng ta thì không ai to bằng cha bằng mẹ, mà chắt chiu tần tảo từng giọt sữa đầu đời, nuôi con tỉ đỉ đức về sau.
và nuôi con khôn lớn mong ngày hôm nay. Và nhân ngày hôm nay, một lần nữa xin được trân trọng kính mời đến bố và mẹ của chú rể sẽ cùng nhau tiến lại với hai con trẻ của mình để gửi tặng cho hai bạn trẻ bằng những món quà thật sự ý nghĩa và thật sự yêu thương. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong giây phút này đây, chú rể Văn Dung và cô dâu Bảo An, hai bạn trẻ sẽ cùng nhau đón nhận những tình cảm yêu thương của những người làm cha làm mẹ đã cùng nhau vun đắp sinh thành và tạo dựng cho hai con trẻ như đến ngày hôm nay. Vậy một lần nữa chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ cùng nhau bước lên trung tâm sân khấu của gia đình để cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Xin mời bố của chú rể sẽ cùng nhau bước lên trung tâm sân khấu để cùng nhau được ghi hình tại ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay để làm tấm hình kỷ niệm. Kính thưa quý vị, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông chưa đong đầy được tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Công cha được ví như ngọn núi Thái Sơn cao vời vợi không bao giờ mòn, còn nghĩa mẹ như dòng núi chảy không bao giờ cạn. Làm con thì phải hiểu rằng khi rằng cát tạt biển đông thì mới thấu hiểu được công lao to lớn của những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và người mẹ ở đây đã dặn dò con dâu mình rằng: con ơi, hôm nay con về làm dâu, bao nhiêu công việc trước sau vẹn toàn, yêu nhau thì phải có mẹ có con, bao nhiêu vất vả thì mẹ còn ngại chi. Họ hàng cô bác chú gì, mong con chớ bỏ đi lời chào, ra đường gặp mọi người chào hỏi vài câu, đừng để họ trách nàng dâu ít lời. Vâng, đó chính là những lời can dặn cũng như những món quà đến từ người thân sinh ra chú rể ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình sự trân trọng kính mời đến món quà của gia đình thím Anh. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn đang cùng nhau hướng mắt về trung tâm sân khấu để cùng nhau chứng kiến cho giây phút hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Vâng, chương trình buổi lễ thành hôn được phát sóng trực tiếp trên sân khấu của gia đình ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, những món quà thật sự ý nghĩa và thật sự yêu thương của những người làm cha làm mẹ cũng như đến từ gia đình nhà thím Anh. Vâng, sau khi chụp trao quà xong thì gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại một tấm hình để làm kỷ niệm nhân ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay. Một lần nữa xin mời bố của chú rể sẽ cùng nhau bước sang bên tay phải đi ạ. Quý vị và các bạn đang được thân mến, đang được chứng kiến gia đình hạnh phúc đã cùng nhau mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thật xinh xắn trong cuộc đời như bao người hằng mong ước. Đó chính là chú rể và cô dâu được sinh ra và lớn lên, được nuôi nấng bởi những cuộc làm cha làm mẹ sinh thành như ngày hôm nay. Và người buổi lễ thành hôn nay hôi bạn trẻ của chúng ta rất chỉ là vui mừng và rất chỉ là hạnh phúc. Và một lần nữa xin được cảm ơn đến bố và mẹ cũng như gia đình thím Anh đã gửi tặng cho hai con trẻ nhân ngày hạnh vui, ngày hạnh phúc và những món quà thật sự ý nghĩa và thật sự yêu thương. Đề nghị quý vị quý hiện trường trọng tràng vỗ tay thật lớn và đu nhiệt ạ. Vâng, được rồi ạ. Một lần nữa xin được trân trọng nhiếp ảnh được chưa ạ? Vâng, xin được trân trọng kính mời bố và mẹ cũng như thím Anh sẽ cùng nhau về vị trí ngồi của mình. Thưa quý vị và các bạn trân trọng, thân thương và kính mến, thì thật sự ngày hôm nay đây, những người thực hiện chương trình của chúng tôi rất muốn giao lưu ca nhạc đến toàn thể quý vị và các bạn, nhưng mà chương trình buổi chiều nay vẫn còn. Chính vì vậy, ngay sau đây tôi phép những người thực hiện chương trình sẽ được phỏng vấn chú rể và cô dâu đôi câu trong buổi sáng ngày hôm nay. Chú rể và cô dâu có đồng ý cho những người thực hiện chương trình phỏng vấn hai bạn được không ạ? Có. Vâng, có ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng như những nhà nhiếp ảnh gia của chúng tôi trong ngày hôm nay rất là chuyên nghiệp, sẽ cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc và đẹp nhất nhân ngày vui hạnh phúc hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được một thông tin cũng rất là quan trọng, những món quà thật sự ý nghĩa và thật sự yêu thương đến từ bên gia đình nhà gái nhà cô dâu Bảo An sẽ cùng nhau tặng cho hai bạn trẻ bằng những món quà thật sự ý nghĩa, thật sự yêu thương. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà của em của cô dâu Bảo An và gia đình nhà cậu hai. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của một em trai rất là nhỏ tuổi thôi. Chắc chắn rằng người chị gái của mình đã cùng nhau đi xây dựng hạnh phúc, đã bỏ lại những em trẻ và những mẹ già ở nhà. Cho nên là những giọt nước mắt của chúng tôi đã được nhìn thấy lan tràn trên những đôi má hồng của cô dâu và chú rể, cũng như em nhỏ ở đây. Vâng, kính thưa quý vị, thật sự chúng tôi được chứng kiến những giọt nước mắt mang đầy hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Hai bạn trẻ họ sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc và tương lai, sẽ cùng nhau tìm cho mình một tổ ấm cho riêng mình, để bỏ lại những em thơ và người mẹ già. Nhưng không sao, người ta thường có câu: tạo hóa sinh ra để bảo toàn nhân loại, trai lớn thì dừng vợ, gái lớn gả chồng. Đó chính là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Vâng, xin cảm ơn món quà của em, của cô dâu Bảo An, cũng như món quà của gia đình Tàu Hai. Xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được chứng kiến những món quà thật sự ý nghĩa, thật sự yêu thương dành tặng cho cô dâu và chú rể đến từ món quà của bên gia đình nhà gái. Đề nghị quý vị lại nổ trong tràng vỗ tay thật lớn và đồng nhật để cho nó ấm cúng đến với buổi lễ tổ chức thành hôn của hai bạn trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, trở lại với ngày vui ngày cúc của chú rể và cô dâu, cũng như năm buổi tường thuật trực tiếp lễ trao duyên mới của chú rể Văn Dụng và cô dâu Bảo An cho buổi sáng ngày hôm nay, cho phép những người thuyền chương trình xin được phỏng vấn chú rể và cô dâu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đến với những vòng xoáy, vòng hỏi xoáy đắp xoay của những người thuyền chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa tôi xin được đưa ra hai câu hỏi dành cho chú rể và cô dâu, một câu hỏi khó với là một câu hỏi dễ. Vâng, thưa cô dâu Bảo An thân mến, chương trình của chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi khó và một câu hỏi dễ, mà không biết câu hỏi khó sẽ dành cho ai, mà câu hỏi dễ sẽ dành cho ai. Bây giờ phần trả lời sẽ dành cho cô dâu. Khó. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thật sự cô dâu của chúng tôi ngày hôm nay, những giọt nước mắt đang lan tràn trên má hồng, nhưng mà những giọt nước mắt thì mang đầy hạnh phúc, mà cô dâu đã quyên quyết chọn một phương pháp, đó chính là một câu hỏi khó. Thật sự rất là thật sự không biết nói gì hơn, bằng cho quý vị hãy cho cô dâu bằng một tràng vỗ tay thật lớn và đồng nhiệt đi ạ. Còn chú rể sẽ nhận được câu hỏi dễ của chương trình. Vâng, chúng tôi sẽ đến với câu hỏi dễ trước. Chú rể Văn Dụng thân mến, chú rể đã yêu cô dâu Bảo An của chúng tôi ngày hôm nay được bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi ạ? 3 năm. Vâng, 3 năm. Một quãng con đường đi đến hạnh phúc hôn nhân gia đình ngày hôm nay. 3 năm là một thời gian rất là dài, đôi bạn trẻ đã tìm hiểu nhau. Quý vị có đồng ý cho câu trả lời của chú rể đi ạ? Trả lời thì trong tràng vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi khó của cô dâu. Thưa cô dâu Bảo An xinh đẹp thân mến, qua quá trình tìm hiểu nhau qua thời gian rất là 3 năm thì cũng khá là dài. Thì trong thời gian 3 năm đó thì cô dâu đã bị chú rể hôn bao nhiêu lần? 5 lần ạ. Quý vị thấy thế nào ạ? Có xứng đáng trong tràng vỗ tay không ạ? Nhà gái đâu rồi? Vỗ tay ạ. Nhà trai đâu rồi? Vỗ tay mạnh lên nào. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi những người thiền chương trình đi cũng rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà không có ngày nào đẹp như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đây, trước sự chứng kiến đông đủ của tất cả quý vị, mà một câu trả lời của cô dâu không biết là có từ trong sâu thẳm trái tim của mình hay không, nhưng mà 3 năm mà mới hôn 5 lần thôi thì quý vị có tin không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua quá trình tìm hiểu nhau trong vòng 3 năm mà hôn nhau chỉ có 5 lần, thì ngày hôm nay đây tí là lần thứ 6 mà đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau hôn. Thật sự là một nụ hôn thầm kín, là vì ngọt của đôi môi, để cùng nhau chứng minh được câu chuyện hạnh phúc trong năm của đôi bạn trẻ. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng nhau quay mặt vào nhau ạ. Vâng, chúng tôi đã được nhìn thấy những nụ cười của cô dâu rồi. Vừa rồi thì những giọt nước mắt, còn bây giờ chuyển sang những nụ cười rất là mãn nguyện về tình yêu của hai bạn. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngay giây phút này đây tôi xin được hỏi chú rể như thế này: cho dù sau này cuộc sống có như thế nào ra sao đi chăng nữa, sông kia có cạn mà đá kia có mòn, nhưng tình cảm của chú rể Văn Dụng sẽ mãi mãi yêu người vợ của mình, đó chính là cô dâu Bảo An, đi đến cả cuộc đời này, có hay là không thưa chú rể Văn Dụng? Có. Vâng, có rất là to. Đề nghị quý vị trong tràng vỗ tay thật lớn ạ. Cô dâu Bảo An xinh xắn thân mến, cho dù sau này có như thế nào ra sao đi chăng nữa, sông kia có cạn mà có kia có mòn, nhưng tình cảm của cô dâu mãi mãi sẽ chung thủy đến người chồng của mình, đó chính là chú rể Văn Dụng, đến suốt cả cuộc đời này một lòng thủy chung son sắc. Có hay là không ạ? Có ạ. Vâng, cũng có rất là to. Đề nghị quý vị nhà gái trong tràng vỗ tay ạ.
Vâng, thay lời cho những lời nói có của chú rể, ngay sau đây đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau hành động bằng một nụ hôn thầm kín, được không ạ? Nhất trí ạ? Vâng, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu sẽ cầm vào chỗ nào cứng nhất của chú rể hiện tại. Cô dâu có biết không ạ? Hôn nhau 5 lần rồi chắc chắn là biết là chỗ nào cứng nhất của chú rể chứ phải không quý ạ? Hiện nay thì theo nhịp tim của chú rể thì đang dao động rất là mạnh, còn cô dâu thì vẫn đang nở những nụ cười rất là mãn nguyện về tình yêu của hai bạn. Ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời cô dâu sẽ cùng nhau bỏ bó hoa này xuống đây và sẽ cùng nhau đặt vào bờ vai cứng nhất của chú rể ở đây này. Chứ còn chỗ nào còn cứng hơn nữa? Thưa quý vị ạ, cô dâu sẽ cầm vào bờ vai của chú rể, sẽ cùng nhau đưa bạn trẻ, sẽ cùng nhau đi đến hết cả cuộc đời này. Còn chú rể sẽ cầm vào chỗ nào mềm nhất của cô dâu? À, vâng, hình như chú rể cái này cũng đã biết rồi phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì trước khi hôn thì đề nghị chú rể và cô dâu nghe theo những lời tôi nói. Theo như chương 3 khoản 2 của bộ luật tổ chức đám cưới của xã Long Cao có sửa đổi như sau. Nếu mà chú rể hôn vào trán của cô dâu thì khác nào trò chơi chọi trâu ở Đồ Sơn Hải Phòng. Vâng, còn nếu mà hôn vào má của cô dâu thì thể hiện một tình bạn mà thôi. Kể cả tôi ra ngoài đường gặp ai tôi hôn vào má cũng là thể hiện một tình bạn. Còn nếu mà hôn vào cổ thì lôi thôi là đứt mất sợi dây chuyền của cô dâu. Đồ này thì không là quà của ngày cưới thì rất là kiêng kỵ. Cho nên chỉ một chỗ, đó chính là ô cửa số 1. Trong ô cửa này thì đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau sinh ra một đứa con trai chào đời vào năm sau. Có đồng ý vào ô cửa số 1 không ạ? Vâng, ngay sau đây tôi sẽ đếm đến 3 thì chú rể sẽ hôn cô dâu ạ. Chuẩn bị! 1 2 Và bây giờ là... một nụ hôn thầm kín của vị ngọt đôi môi và tôi và trẻ đã cùng nhau chứng minh cho tình yêu trăm năm của đôi bạn trẻ. Vâng, kính thưa quý vị, những màn pháo cũng như những nụ hôn của hai bạn trẻ đã làm đi những gì tuyệt vời nhất mà đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, đôi bạn trẻ của chúng ta họ sẽ cùng nhau mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ thật xinh xắn trong cuộc đời như bao người hằng mong ước. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bữa mong thì đầu ở hoa vàng, mà trai lớn lấy vợ, gái ngoan thỉnh chồng, thà đường thì khoe cánh sắc hồng, tình yêu vợ chồng hai chữ thiết tha. Và đó là tạo hóa sinh ra để bảo toàn nhân loại, trai lớn lấy vợ, gái ngoan gả chồng. Vâng, kính thưa quý vị, thế là từ nay hai gia đình của chúng ta trồng cây ăn quả ta cùng trông, sinh con sinh cháu ta cùng trông nom. Còn đôi bạn trẻ này thì sao? Từ nay đôi bạn đã chung một nhà, chung cha chung mẹ, chung bà chung ông, con chung cha mẹ cùng chung, bên tình bên hiếu ta cùng trông nom. Vâng, kính thưa quý vị, thời gian thì còn rất là dài, nhưng đường về cầu cảnh nghe càng dài hơn. Lấy gì đáp nghĩa đền ơn, công cha nghĩa mẹ, xóm thôn vẹn toàn. Một lần nữa thay lời cho những người thực hiện chương trình của chúng tôi, không muốn nói lời chia ly đến tất cả quý vị, nhưng chính vì vậy thì ban tổ chức của chúng tôi xin được mạn phép khép lại buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn đến tấm lòng của tất cả quý vị quan khách quý đã cùng nhau trở về đây để cùng nhau lắng nghe buổi tổ chức buổi lễ thành hôn của chú rể và cô dâu. Một lần nữa xin được kính chúc cho quý vị hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin được chúc cho chú rể trăm sự như mơ, triệu sự bất ngờ, vạn lần vui vẻ, tỷ lần như ý. Chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được mạn phép gặp lại buổi lễ thành hôn tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Và ngay trước khi buổi lễ kết thúc, xin được trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị cũng như các bạn sẽ cùng nhau bước lên sân khấu để cùng nhau ghi lại những tấm hình làm kỷ niệm nhân ngày vui ngày hạnh phúc. Một nữa xin được chân thành cảm ơn cũng như thông báo đến tất cả quý vị hãy cùng nhau ở lại dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình. Vâng, xin cảm ơn. Bạn bè của chú rể và cô dâu đi ạ, nhà gái đâu ạ, hãy cùng nhau bước lên sân khấu để ghi lại những tấm hình để làm kỷ niệm nhân ngày vui ngày hạnh phúc.
Sau khi ghi hành xong thì trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, hai bạn sẽ cùng nhau vượt núi băng rừng để cùng nhau lên mái nhà sàn, lên nơi chín bậc núi rừng, chín bậc tình yêu. Đến hẹn lại lên